này cô có hai ví dụ. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thước này, thước đo độ và thước thẳng. Vẽ cho cô hai cái hình này vào vở. Tường Vi chưa bật cam hả con? Châu Giang cũng bật cam lên à? Quốc Chính, Trung Huy, Mạnh Tuấn. Rồi các bạn chuẩn bị thước vẽ hình. Ở ví dụ 1 cô cho là vẽ góc XAY bằng 60 độ. Rồi, lấy B trên cạnh AX và C trên cạnh AY, giao cho AB và AC có số đo đề bài đã cho rồi. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện vẽ nhé. Vẽ góc XAY trước này. Các bạn sử dụng thước đo độ và vẽ chính xác cho cô góc 60 độ nhé. Góc XAY. Góc A bằng 60 độ. Trên cạnh AX lấy điểm B, giao cho AB bằng 4. À, cô đổi vị trí cho cái X xuống dưới, Y ở trên nhé. Cho cái cạnh dài nó ở dưới. Rồi, AB bằng 4. Các bạn đo thật chính xác vào nhá. Không phải vẽ hình minh họa đâu. Sau đó nối B với C, ta được tam giác ABC. Tam giác ABC này có những số đo như sau: góc A bằng 60 độ, cạnh AB bằng 4 cm, cạnh AC bằng 3 cm. Rồi. Sau khi vẽ xong hình, các bạn sử dụng thước thẳng và đo cho cô cạnh BC bằng bao nhiêu cm? Đo cho cô cạnh BC bằng bao nhiêu cm? Vẽ chính xác vào thì mới đo mới chính xác được, không đoán được đâu. Rồi, thì dương là 3,8. Còn 3,8. Các bạn cùng chat cho cô đáp án để cô kiểm tra xem số đo chính xác là bằng bao nhiêu. 3. Giống đo chính xác vào cái kết quả của Thế Sơn rồi. Đúng. Con bạn ngon. Rồi, Tường Vi rồi. Thêm một bạn nữa xem, một bạn nữa chat cho cô đáp án rồi. Rồi, 9. Hai bạn cùng ra kết quả là 3,7 cm. 3,7 cm, Thùy Dương là 3,8. Tí kiểm tra lại xem có lệch 1 mm không nhá. Rồi, xong. Tiếp theo mình sang ví dụ số 2, vẫn là vẽ hình. Bây giờ là vẽ tam giác HIK và có góc HIK bằng 60 độ. Đây là đi vẽ tam giác, biết số đo một góc và hai cạnh. Nào, để vẽ cái tam giác này, đầu tiên mình sẽ vẫn vẽ cái cạnh trước này. Cạnh IK bằng 4 cm và IH bằng 3 cm. Cô sẽ vẽ cạnh dài hơn trước, tức là cạnh 4 cm trước. Rồi. Đấy. Đây chính là cạnh IK. Cạnh này là 4 cm. Tiếp theo là vẽ góc HIK này. Sử dụng thước đo góc, vẽ một góc 60 độ. Góc tại đỉnh Y này.
Đấy, giả sử cô đặt là IT đi. Góc KIT là góc có số đo bằng 60 độ. Trên cái tia IT này, bây giờ mình sẽ xác định điểm còn lại, đó là điểm H. Xác định điểm H trên tia IT sao cho IH bằng 3 cm. Lại lấy thước đo nhá, đừng ước lượng, đo chính xác. Rồi, vừa sinh. Vừa sinh đúng điểm H ở chỗ này luôn. Đấy. Sau đó cô thực hiện nối H với K. Như vậy là cô đã có tam giác HIK này, có góc Y bằng 60 độ, cạnh IK bằng 4 cm và cạnh IH bằng 3 cm. Các bạn so sánh cho cô độ dài của HK và BC sau khi đã vẽ xong hai tam giác này. Thì mình sẽ so sánh bằng cách là dùng thước đo, dùng thước thẳng để đo, lại tiếp tục đo cái cạnh HK này xem nó ra bằng bao nhiêu. Đo cạnh HK xem bằng bao nhiêu. Vẫn là 3,7 đúng không? Có bạn nào ra kết quả khác không? Vẫn là 3,7. Bằng 3,7 cm. Để đo so sánh HK và BC thì mình sẽ có hai cách các bạn nhé. Cách thứ nhất là các bạn sử dụng thước thẳng để đo. Cách thứ hai là sử dụng compa. Dùng compa để đo. Chứ compa rồi. Thôi rồi. Có thể sử dụng compa để đo cũng được. Nhưng mà đây mình có thước thẳng thì dùng thước thẳng đi. Compa rồi. Sau khi đo xong rồi thì mình sẽ nhận xét được đó là cái cạnh HK và cạnh BC này là bằng nhau. À cô xin K đúng rồi, bằng với BC và cùng bằng 3,7 cm. Nhưng mà 3,7 này là do mình đo nhá, do mình đo được chứ không phải đề bài cho, nên là lát nữa mình sẽ không được dùng đâu. Đây là mình đo thôi. Các bạn nhận xét cho cô hai tam giác này có bằng nhau hay không? Long nè, có to lên các bạn mới nghe thấy được. Hai tam giác này có bằng nhau, có bằng nhau đúng không? Vì sao? Không nhìn hình được. Buổi trước mình đã được học rồi, chứng minh hai tam giác bằng nhau. Theo trường hợp cạnh 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 đúng không? Nhưng mà cái cạnh BC và cái cạnh HK này là mình đo được. Mình đo được nên là sẽ không được tính vào. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là trường hợp cạnh góc cạnh. Hôm nay mình sẽ học về trường hợp cạnh góc cạnh. Trước khi học về trường hợp này thì cô sẽ giới thiệu cho bạn các bạn về góc xen giữa. Các bạn lưu ý nhé. Đây. Cái góc A này là góc xen giữa cạnh AC và cạnh AB. Góc A nhé, là góc xen giữa cạnh AB và AC. Góc xen giữa này, AB và AC thì các bạn sẽ thấy nhé, là AB và AC các bạn thấy nó chung chung đỉnh gì? Chung đỉnh A đúng rồi. Vậy thì cái góc xen giữa của nó sẽ là góc tại đỉnh A, góc A. Đấy, tương tự như vậy, bây giờ cô muốn kiểm tra xem cái góc nào mà xen giữa cạnh HK và cạnh IK nào kiệt. Góc xen giữa cạnh HK và cạnh IK là góc nào? Mình viết ra nhé. Có khi là góc xen giữa cạnh Ơ, cô đang hỏi là HK với IK mà. Ừ, thì là góc xen giữa là góc nào? Góc K, đúng rồi. Đấy nhá, viết ra. Viết ra để xác định này. Bây giờ cô đang yêu cầu là cạnh HK này và cạnh IK. Thì mình sẽ thấy là cái chữ K này, nó chính là điểm chung đấy. Chung cái K này. Vậy thì cái góc xen giữa của nó, góc xen giữa hai cạnh này, nó phải là góc tại cái đỉnh K này. Và nó chính là góc HKI. HKI, nhớ nhá. Nhớ cái góc xen giữa này. Nào, bây giờ sẽ đi trình bày. Xét hai cái tam giác bằng nhau. Chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Ơi con. Góc xen giữa. Rồi, cô sẽ nói lại nhá. Các bạn cùng lưu ý này, cái góc này rất là quan trọng. Góc xen giữa hai cạnh, nào các bạn cùng quan sát trên hình nhé. Cô có cạnh AB và cạnh AC, thì góc A này được gọi là góc xen giữa cạnh AB và AC.
Rồi. Để xác định góc xen giữa thì rất dễ thôi, đó là các bạn viết hai cái cạnh ấy ra, cạnh AB với cạnh AC thì mình thấy ở đây là nó trung điểm A. Trung điểm A thì cái góc xen giữa đấy nó phải ở đỉnh A. Nó là cái này, là góc này. Được chưa? Bạn nào vừa hỏi cô nhỉ? Trí Nhân. Nào, Trí Nhân trả lời cho cô xem là cái góc C này xen giữa hai cạnh nào? Góc C xen giữa hai cạnh nào? Cái góc C này là góc xen giữa hai cạnh. Nào, Trí Nhân đâu rồi? Trí Nhân trả lời cho cô nào. Cái góc C, CB và đúng rồi, chính xác, CB và CA. Đúng rồi đấy. Đấy là cách xác định góc xen giữa các bạn nhé. Nào, bây giờ đi chứng minh. Xét tam giác. Mình sử dụng hai tam giác ở trên này luôn nhá. Liên quan đến tam giác là mình đi xét tam giác. Xét tam giác ABC và tam giác bên kia là tam giác HIK. Có hai tam giác này có những gì? Minh Anh nào, nhìn hình thấy có những gì bằng nhau thì liệt kê ra. Con đọc to lên nhá. Cạnh AC bằng với IH, đúng rồi, lý do là cùng bằng 3 cm. Tiếp nào. Đúng rồi, AB bằng IK bằng nhau và cùng bằng 4 cm. Và còn gì nữa? CB với HK là cô vừa bảo rồi đấy, là đây là mình đi đo thôi chứ không phải đề bài cho, thế nên mình sẽ không dùng. Hai tam giác này còn gì bằng nhau nữa không? Còn gì nữa hả Minh Anh? Mới có hai yếu tố thôi. Đúng rồi, chính xác. Góc A bằng góc Y, ở đây cô sẽ viết tên đầy đủ nhá, là góc BAC bằng với góc HIK. Đấy, lý do là cùng bằng 60 độ. Từ đây suy ra được này, hai tam giác này bằng nhau, tam giác ABC bằng với tam giác xếp đúng đỉnh nào, ABC rồi IKH. Theo trường hợp là trường hợp cạnh, góc cạnh. Đây, cạnh này, sau đó rồi đến góc này, rồi đến cạnh này. Thì cái góc này các bạn đặc biệt lưu ý là góc phải là góc xen giữa hai cạnh. Mình sẽ đi kiểm tra như sau. Cạnh AC này, cạnh AB này, thì góc xen giữa là góc BAC. Đúng rồi. Thế tiếp, cạnh IH này, cạnh IK này, góc xen giữa là góc HIK. Cái góc xen giữa là đặc biệt để ý cái đỉnh nhá. Đỉnh Y này các bạn thấy không? Đỉnh Y thì cạnh bên trên là IH, bên dưới nó là IK. Lý thuyết. Đây cô sẽ viết lại cái chỗ lý thuyết này nhé. Đây, cái này các bạn cần phải học thuộc này. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Nếu nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. Và bên cạnh này chính là cách chứng minh các bạn nhé. Cách chứng minh. Bước đầu tiên vẫn là đi xét tam giác này, chỉ ra ba yếu tố bằng nhau, trong đó là có hai cạnh và một góc xen giữa. Sau đó kết luận hai tam giác bằng nhau xếp theo đúng thứ tự đỉnh. Bây giờ một bạn ấy hay nói cho cô cách chứng minh hai tam giác vuông này bằng nhau. Cô mời Khánh Ngọc. Cô
con đầu tiên, con nhìn rõ tam giác không? Rồi, đây là tam giác ABC, còn tam giác bên đây là MNP. Con nhận xét cho con hai tam giác. Tam giác ABC này có gì đặc biệt không? Đúng rồi, chính xác là tam giác vuông tại A. Còn tam giác MNP là tam giác vuông tại M. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chứng minh nhé. Chứng minh theo đúng cái ví dụ mà mình vừa làm. Bước đầu tiên là đi xét tam giác này. Ừ, con đọc cho xét tam giác ABC. Rồi, và tam giác. Và tam giác MNP. Rồi. Có những cái gì bằng nhau thì con liệt kê ra nào. Nhìn ký hiệu ở trên hình. AC bằng MP. Đúng rồi, AC bằng MP. Đúng. Có AB bằng MN. Rồi. AB bằng với MN, đúng rồi. Vì là cái này là ký hiệu trên hình nhá. Ký hiệu giống nhau tức là bằng nhau. Xong rồi, còn yếu tố gì nữa không con? Còn gì nữa không? Mình đang học về trường hợp cạnh góc cạnh nhé. Vậy bây giờ sẽ đi kiểm tra này. Kiểm tra xem cạnh AC, cạnh AB rồi. Vậy thì góc xen giữa là góc nào? AB, AC. Góc xen giữa sẽ là góc A. Góc A, đúng rồi. Đọc tên đầy đủ ra là BAC. Bằng với góc nào nữa con? Đúng rồi. Bằng góc NMP. Hai góc này bằng nhau vì sao? Thì nó là cạnh xen giữa. À, không phải. Vì sao hai góc này bằng nhau? Góc xen giữa chứ không phải là cạnh xen giữa. Nhưng mà vì sao hai góc này bằng nhau? Con nhìn vào hình ấy. Góc 90 độ. Đúng rồi, chính xác. Vì hai góc này cùng bằng 90 độ. Mình phải kiểm tra xem cái góc này có đúng là nó là xen giữa hai cạnh không nữa nhá. Góc NMP này thì nó là đỉnh M rồi. Trên là có cạnh MP, dưới là có cạnh MN, thế là đúng rồi đấy. Nó chính là góc xen giữa hai cạnh. Đến đây kết luận suy ra được hai tam giác bằng nhau là tam giác ABC bằng với tam giác con xếp đỉnh nào? NBC. Rồi, MNP. Và hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đấy. Ngoài cái tên gọi này ra thì đối với tam giác vuông thì nó còn có một cách gọi khác, đó là trường hợp hai cạnh góc vuông. À, trường hợp hai cạnh góc vuông. Đây là trường hợp hai cạnh góc vuông. Thì các bạn sử dụng cái chú thích nào cũng được. Cạnh góc cạnh cũng được, mà hai cạnh góc vuông cũng được. À, từ đây mình sẽ có trường hợp thứ hai của tam giác vuông. Đó là nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Các bạn lưu ý là khi mà vẽ hình vào vở thì ký hiệu hình đầy đủ nhé. Ký hiệu vuông góc này, ký hiệu cạnh bằng nhau này. Và cũng lưu ý cho cô ở đây xét tam giác ở đây là chữ và nhé. Không phải là dấu bằng đâu. Mình mới đi xét hai tam giác thôi. Sau khi mà đã đủ yếu tố bằng nhau rồi mình mới kết luận dưới này mới là dấu bằng. Và khi mà viết được hai tam giác bằng nhau xong, lưu ý là phải xếp đúng thứ tự đỉnh và viết chú thích là theo trường hợp gì. Đấy là các bước thi bài. Nào, ở bài tập số 1, đề bài cho ba hình vẽ này và yêu cầu nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau, nhưng mà phải theo trường hợp là cạnh góc cạnh nhé. Đối với trường hợp cạnh góc cạnh, mình đặc biệt lưu ý là cái góc này phải là góc xen giữa hai cạnh. Phải là góc xen giữa hai cạnh nhá. Bắt đầu từ hình số 1. Các bạn suy nghĩ trước. Ba hình, hình số 1, hình số 2 và hình số 3. Nghĩ và chat cho cô đáp án xem là ở hình số 1 mình cần thêm điều kiện gì, tức là cần thêm hai cạnh nào bằng nhau hay là hai góc nào bằng nhau. Sau đó đến hình số 2. Bài này là bài đầu tiên, cô sẽ cho các bạn thời gian suy nghĩ. Rồi, thế Thu Hương nhìn vào hình và cho cô biết ở trong hình số 1 này là mình có hai cái tam giác rồi nhá. Hai tam giác này đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi? Thưa cô, là có cạnh AB bằng cạnh AB.
AB bằng AD, đúng rồi. Còn cạnh nào nữa không con? BC bằng BDC. Hai cạnh này thì đề bài lại không ký hiệu. Không ký hiệu bằng nhau là mình chưa có. Còn gì nữa không à? Khi mà con đọc tên tam giác nhé, tam giác này là tam giác. Con đọc tên tam giác thì mình sẽ thấy được nó có cạnh chung đấy. Cạnh chung là cạnh nào? AC. AC, đúng chính xác. AC nó chính là cạnh chung nhá. AC chung. Mà muốn chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì cái góc đấy nó phải là góc xen giữa. Bây giờ con sẽ đi kiểm tra cô này. Cô có cạnh AB rồi có cạnh AC thì góc xen giữa phải là góc nào? Góc xen giữa cạnh AB và cạnh AC là góc. Góc nào? Đấy. AB với AC này, chung đỉnh A rồi. Vậy thì cái góc đấy bắt buộc nó phải ở đỉnh A nhá. Ở đỉnh A. Cái góc ở đỉnh A này, đây này. AB với AC thì con sẽ ghép lại thành góc nào? Đây, AB đây, AC đây. Thế nó là góc... Đúng rồi, góc BAC. Và góc BAC nó chính là góc xen giữa đấy. Tương tự như vậy, bây giờ là cạnh AD với cạnh AC thì góc xen giữa sẽ là góc nào? BAC. Đúng rồi, DAC đấy. Và đây chính là cái điều kiện mà mình cần thêm nhá. Cái số 2 đó là điều kiện về góc. Thu Hương hiểu cái góc xen giữa này chưa con? Rồi, đến hình số 2 nào. Hình số 2 Kiệt chưa hiểu à? Thế Kiệt làm cho cô hình số 2 nhá. Con nhìn vào hình số 2. Ở đây cô chỉ có hai cái tam giác thôi. Liệt kê cho cô những yếu tố bằng nhau. Có cái gì? Có này. AB. Đâu? AB bằng CE đâu? Đề bài ký hiệu đâu? Phải ký hiệu trên hình thì mới được dùng nhá, chứ không phải mình nhìn vào mắt thường mình thấy bằng nhau mình ghi vào đâu. Nào có AM, không phải AM. Đây, đây. MC bằng cạnh nào? C bằng MB. MB, thế là MB bằng MC chứ. MB bằng MC, thế là mình có một cặp cạnh rồi. Tiếp theo, thế còn ký hiệu gì giống nhau nữa không? ME trên cạnh ME này không hề ký hiệu cạnh bằng nhau. Thế vẫn còn nữa, còn gì? Góc, chính xác, góc M. Con đọc tên hai góc nào. Tam giác, bên này đọc chứ. Đúng rồi, AMB. AMB bằng với CME. Cái này là đề bài cho nhé. Con có biết vì sao hai góc này bằng nhau không? Nó ở vị trí đối đỉnh, đúng rồi. Hai góc này bằng nhau là do đề bài cho này. Bây giờ mình cần thêm điều kiện gì nữa? Có cạnh rồi, có góc rồi, bây giờ phải là cần gì nữa? Có cạnh rồi, có góc rồi, bây giờ phải thêm cái gì nữa? Cạnh, đúng rồi, chắc chắn là cái mà mình cần thêm này nó phải là cạnh. Thế bây giờ phải đi chọn cạnh như thế nào? Góc xen giữa là góc AMB nhé. Đây là cái góc này. Mà bây giờ bên trên mình có cạnh MB rồi, vậy thì cạnh còn lại của góc nó sẽ là cạnh nào? Cái nhìn vào cái góc nhá. Góc này tên là gì con? Thế nó liên quan gì MC? Nào, nhìn lại nhá. Góc này là góc AMB rồi này. AMB. Mà bây giờ cái cạnh MB mình đã dùng rồi, vậy thì nó còn cái cạnh nào mình chưa dùng? MA. Tương tự như vậy, góc bên đây nhìn vào nào. Là góc CME. Đây. Bên trên vừa dùng cạnh gì rồi? MC bên dưới phải là cạnh gì? Nào, cạnh gì? ME, đúng rồi. Đấy. Thì đây chính là cái yếu tố mình cần thêm vào. Xong hình số 2. Đến hình số 3. Có bạn nào đang chưa hiểu bài này không? Thì mở mic trả lời cô nào. Hay là hiểu hết rồi? Hiểu hết rồi cô ạ. Hiểu hết rồi, thì cô gọi thêm một bạn nữa. Tường Vi nào. Tường Vi làm cho cô hình số 3 nhé. Con nhìn trên hình và cho cô biết là có những yếu tố nào bằng nhau rồi. Đây, đề bài cho sẵn tam giác của mình là tam giác CAB và tam giác DBA.
là hai cái tam giác này. Đúng rồi, chính xác, đọc cho cô góc này. Góc CAB. Góc CAB bằng với góc. Đúng rồi. Thế là con hai góc này bằng nhau rồi, lý do là cùng bằng 90 độ. Con có cạnh nào không? Đầu tiên là ngắm cái câu xem là nó có phải trường hợp tam giác vuông không. Thứ hai là đi ngắm cạnh chung. Cạnh chung là cạnh AB, đúng rồi, chính xác. Bây giờ mình chỉ cần đi tìm cái gì nữa thôi con. Cạnh nữa hay là góc nữa? Cạnh, đúng rồi, cạnh, góc. Cuối cùng này là cạnh. Thế bây giờ chọn cạnh như thế nào? Nhìn vào cạnh. Cạnh gì nào? Con phải chọn cái cạnh làm sao để mà cho cái góc CAB nó là góc xen giữa thì mới được. Cạnh CA. Cạnh CA, đúng rồi. CA cô viết là AC nhá. Đây, vì là như thế này, cái góc xen giữa của mình là góc CAB, là nó là đỉnh A nhá. Trên mình có cạnh AB, dưới có cạnh AC. Tương tự như vậy, thế bằng bên đây sẽ là bằng với cạnh nào? BD. BD, đúng rồi. BD. Đấy, trên này có AB này, dưới này là có góc xen giữa là góc DAB rồi. Vậy thì mình chỉ còn cạnh còn lại chính là cạnh BD. Đây chính là cạnh yếu tố mà mình cần phải bổ sung. Các bạn hiểu bài này chưa? Bài này các bạn chỉ cần hiểu đấy nhá. Cô sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Ở bài tập số 2, đề bài cho hai tam giác bằng nhau là tam giác ABC và tam giác MNP. Sau đó gọi O và G là trung điểm của các cạnh BC và NP. Thế bài này là cần phải vẽ hình thì mới xác định được trung điểm. Các bạn vẽ cho cô hai tam giác bằng nhau. Bài 1 có cần làm không? Bài 1 không cần luôn. Là tam giác ABC và tam giác MNP. MNP. O là trung điểm của BC. O trung điểm. G là trung điểm của NP. Các bạn vẽ hình vào trong vở thì có thể vẽ minh họa thôi. Không cần chính xác là quá bằng nhau đâu. Không cần chính xác là bằng nhau. Còn nếu mà muốn vẽ thật chính xác thì mình sẽ đi xác định. Cô hướng dẫn rồi đấy, vẽ tam giác mà biết số đo của ba cạnh này, hoặc là vẽ tam giác biết số đo của hai cạnh và góc xen giữa, chính là ở cái ví dụ 2 đấy. Sau khi vẽ hình xong thì suy nghĩ cho cô bài này. Rồi, bây giờ Chí Dũng nhìn hình nhá, đọc đề và nhìn hình này. Và bây giờ cô hỏi Chí Dũng trước, là con nhận xét cho cô độ dài của cái cạnh NG và cái cạnh BO này như thế nào. NG và BO bằng nhau. Bằng nhau. Con giải thích cho cô vì sao nó bằng nhau được không? Thưa cô, là vì tam giác ABC bằng MNB. Rồi. Và OG bằng OG, O và G là trung điểm của BC và NB. Ừ. Thật sự ra là BO bằng NG. À, thích trình bày như vậy ngắn quá. Rồi, hai cái tam giác này bằng nhau thì con sẽ suy được ra những điều gì? Nào, hai tam giác bằng nhau, buổi ngày xưa học rồi. Hai tam giác bằng nhau sẽ suy ra được các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau. Ở đây cô cứ mở ngoặc ra, dùng đến cạnh nào thì mình sẽ viết vào nhé.
Vì là cái O này nó thuộc cạnh BC này, thế mình sẽ sử dụng cạnh BC. G thuộc cạnh NP, thế sử dụng cạnh NP, xem nó có đúng không? Từ đây suy ra được là cạnh BC bằng với cạnh NP này. Đây chính là hai cạnh tương ứng. Được chưa? Góc thì lát nữa dùng góc gì mình viết sau. Do là hai cạnh này tương ứng này, từ đây suy ra được có phải O mà là trung điểm của BC thì BO sẽ bằng 1/2 BC, đúng không nào? Đây là tính chất trung điểm. Còn G là trung điểm của NP thì cái NG ấy nó sẽ bằng 1/2 NP. Mà có phải là BC với NP bằng nhau này? Từ hai tam giác bằng nhau nên mình suy ra là hết cái đống này nó bằng nhau luôn. Vì vậy là cô ký hiệu bằng nhau nhé. Ký hiệu giống nhau tức là bằng nhau. Đấy. Bây giờ mình quay lại đề bài. Đề bài yêu cầu chứng minh AO bằng MG và góc AOC bằng góc GMP. AOC thì cô nối hình vào trước nhé. OAC chứ. Góc OAC. Đây. Là cái góc trên này, cô ký hiệu là dấu hỏi chấm bằng với cái dấu hỏi chấm bên đây. Chí Dũng hãy chọn cho cô tam giác nào. Mình cần chứng minh tam giác nào mà vừa chỉ ra được hai cạnh bằng nhau mà lại vừa chỉ ra được hai góc bằng nhau. Con chọn cho cô tam giác đi. Dũng chọn được tam giác nào không? AOC là MGP. Đúng rồi, chính xác. AOC, cái chỗ này chưa xếp đỉnh nhá, là bằng tam giác MGP. Đấy, cô đặt dấu hỏi chấm vào đây. Hai cái tam giác này, đấy, Chí Dũng đang bảo là hai cái tam giác này là nó bằng nhau. Vậy muốn nó bằng nhau thì con sẽ đi liệt kê cho cô các yếu tố mà con nhìn thấy ở trên hình. Gồm những cái gì? Thì cô là cạnh OC bằng GP. Rồi, OC bằng GP đấy nhá, là lý do ở dưới này. OC bằng GP đúng rồi, còn gì nữa? Là AC bằng MP. AC bằng MP, con giải thích cho cô vì sao AC bằng MP được không? Thì cô là vì tam giác ABC bằng MP. Đúng rồi, vậy cô sẽ liệt kê thêm vào đây là có cạnh AC bằng với cạnh MP. Đấy, thế là mình có AC bằng với MP rồi. Được hai cạnh rồi, còn thêm cái gì nữa không? Tại vì chứng minh tam giác là phải có ba yếu tố mà ở đây mình mới có hai thôi. Tìm thêm một yếu tố nữa. Theo con là về cạnh hay là về góc? Nếu mà là cạnh thì sẽ là trường hợp cạnh cạnh cạnh, còn nếu là góc thì sẽ là trường hợp cạnh góc cạnh. Thì sẽ là gì? Nếu mà con chọn cạnh thì cái tam giác AOC này còn thiếu cạnh gì ở đây? Cạnh AO đúng không? Bằng với cạnh MG đúng không? Nhưng mà đây là điều mà mình cần phải chứng minh. Đang cần phải chứng minh tức là mình không có để dùng. Không có thì ở đây không có đâu. Thế là buộc là mình phải dùng góc. Vì nếu dùng cạnh là không có đúng không? Đây là điều mà mình cần phải chứng minh mà. Thế là không có. Không có nên là con phải dùng góc. Mà dùng góc phải đặc biệt lưu ý nó là góc xen giữa hai cạnh. Dũng xác định cho cô góc xen giữa nào. Cạnh góc nào? OAC và góc hai góc đấy mình cũng là hai góc mà mình cần phải chứng minh rồi là mình chưa có góc xen giữa, kiểm tra lại nhé. Cạnh AOC với MP. Cạnh OC, cạnh AC con thấy trung điểm gì? Trung điểm gì? OC với AC thì là trung điểm gì? Điểm điểm gì nào? À đấy, trung điểm C thì cái góc của mình nó phải là cái góc C này. Và góc này nó là góc OCA. Đấy, mình cần cái góc OCA bằng với góc nào? Góc nào tương tự như vậy cô lại tìm? Góc MPG. Rồi, góc MPG. Đấy, phải có hai góc này bằng nhau. Thế đi kiểm tra xem có phải góc xen giữa không nhá. Thì đây con nhìn thấy có GP này, ở đây có MP này, thế là cái điểm P chung. Góc xen giữa phải là góc ở đỉnh P,
Đây, chỉ có duy nhất một góc thôi, chính là góc GPM. Đấy, hay là MPG cũng chính là nó. Thế vì sao hai góc này bằng nhau con, có chưa? Vì sao hai góc này bằng nhau? Cái là về ABC. Đúng rồi, đấy. Viết thêm vào đây nữa là góc OCA bằng với góc MPG. Đây chính là hai góc tương ứng do hai tam giác này bằng nhau. Đấy, sau khi suy ra được ba cái điều này rồi, mình bắt đầu đi chứng minh tam giác bằng nhau. Bây giờ bắt đầu chứng minh. Phần này là ta có này. Dùng cạnh nào thì viết vào đây nhá. Nào là dùng cạnh OC với cạnh NGP đúng không? Nên chỗ này cô sẽ sửa lại thành CO nhá. Còn bạn nào lỡ viết rồi thì viết bằng thêm ở phía sau. CO bằng với GP. Đấy. Bạn nào lỡ viết rồi thì viết bằng thêm ở phía sau, là bốn cái cạnh này bằng nhau. Và nhớ lý do nhá. Một bạn trình bày cho cô các bước xét tam giác nào. Cô mời Minh Đức nào. Nào con đọc đi, xét tam giác gì? Rồi, tam giác. Và tam giác MGP có, con liệt kê những cái gì mà mình có rồi. Có là COC là bằng GP. Đúng rồi, bằng GP. Nào, chú thích ở đây là gì? Giả thiết có cho không? Không, không cho ở đây này. Chứng minh trên. Thứ hai, đó là đến góc nhé, OCA này bằng với MPG do đâu con? Do đâu? Nó cũng là do chứng minh trên này. Từ hai cái tam giác bằng nhau, đề bài cho chỗ này giả thiết nhá. Mình suy được ra các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau, đây cũng là chứng minh trên. Cái này không phải giả thiết nhá. Rồi, cạnh cuối cùng đó là cạnh AC bằng với cạnh MP. Cái này cũng là chứng minh trên luôn. Từ đây suy ra được tam giác bằng nhau. Cô ngoặc sang bên cạnh này nhé. Suy ra được tam giác bằng nhau, viết đúng đỉnh nhé. Tam giác AOC bằng với tam giác AOC. Rồi, MGP đúng đỉnh rồi. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Nhưng mà chưa xong, suy tiếp ra gì đừng nữa ở Đức. Suy ra đề bài yêu cầu nhé. Đây này, theo đây là sơ đồ tư duy, các bạn đọc từ dưới lên. Chưa xong, vẫn còn nữa này, còn suy ra trên cùng nữa. Đúng rồi, chú thích là gì nào? Lâu rồi không học, còn nhớ cái chú thích là gì không? Từ không phải. Từ hai tam giác bằng nhau mà suy ra hai cạnh bằng nhau, chú thích là gì? Có bạn nào nhớ không? Long còn nhớ không? Có mấy tuần rồi mà. Em nhớ à. Con đọc cho cô là gì nào? Cô là hai cạnh tương ứng. Đúng rồi, các bạn cùng nhớ nhá. Từ tam giác bằng nhau suy ra hai cạnh bằng nhau là hai cạnh tương ứng. Thế còn góc thì sao? Là hai góc tương ứng. Đúng rồi, hai góc tương ứng là OAC bằng GMP. Đây là hai góc tương ứng. Mấy cái chú thích này các bạn cũng biết đầy đủ nhé. Đấy, bài đến đây mới hoàn thành. Mình đi vẽ hình nào. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, cô đã từng hướng dẫn vẽ tam giác mà có hai cạnh bằng nhau rồi. Bạn nào nhắc lại cho cô cách vẽ nào. Châu Giang. Thưa cô là vẽ tam giác ABC.
À, vẽ tam giác ABC mà có cạnh AB bằng cạnh AC thì mình sẽ vẽ cái gì đầu tiên? Vẽ gì đầu tiên à? Có bạn nào nhớ không? Thế nếu mà chưa nhớ thì các bạn ghi lại để cho nhớ nhé. Muốn vẽ tam giác mà có hai cạnh bằng nhau thì mình sẽ đi vẽ đáy. Đi vẽ đáy trước. À, tam giác ABC có AB bằng AC. Thế thì đáy của nó là BC rồi, đi vẽ BC. À, vẽ đáy BC. Sau khi vẽ đáy xong này, các bạn xác định trung điểm của BC nhé. Xác định trung điểm. Dựng thước đi qua trung điểm và vuông góc với BC. À. Trên cái đường thẳng này các bạn không cần phải kẻ đường thẳng đâu, nhưng mà trên cái đường này các bạn chấm cho cô một điểm bất kỳ, chấm vào đâu thì chấm, thì đây nó chính là điểm A. Nối AB AC sẽ được tam giác ABC có AB bằng AC. Các bạn nhớ cách vẽ nhá, sau này các bạn học thì nó sẽ thành là tam giác cân, nhưng bây giờ mình chưa biết nên em là tam giác có hai cạnh bằng nhau. B có AB bằng AC. Chưa vội ký hiệu trên hình nhá, vẽ xong hết hình đã. Để tránh trường hợp bây giờ ký hiệu AB bằng AC vào đây, sau đó rồi lát nữa cái cạnh AB và cạnh AC nó lại bị chia thành mấy đoạn nữa. Như vậy là cái ký hiệu hình của mình chưa đúng. Ừ, con hỏi đi. Mà con thể lấy góc từ góc bất kỳ sau này đưa ra một bất kỳ được không? Bài này, con vẽ góc à? Vẽ góc thì con nghĩ con là con vẽ một số đo góc bất kỳ của một số đo góc bất kỳ. Tức là bây giờ con đi vẽ BC này, sau đó con vẽ AB bằng cách sử dụng thước đo độ để đo góc à? Sau đó con lại quay sang vẽ góc C à? Ừ. Bài này đề bài chỉ cho là AB bằng AC thôi, thì cái góc đấy thì là không quan tâm. Ừ, con thì con là con vẽ góc CAB bằng sở thức độ của con. Con là một cách của con. Rồi, cô đã hiểu cái của con rồi. Như vậy thì cái hình của con là con cho nó nằm ra à? Nó nằm nó như này à? Đúng không? Con sẽ vẽ như này. Góc A này bằng 60 độ đúng không? Sau đó là con lấy ở trên này để cho độ dài của AB và AC bằng nhau. Sau đó con nối BC. Ý của Sơn là thế này đúng không con? Ừ. Nó không sai. Cái cách vẽ hình này của con nó không sai. Nhưng mà nên vẽ như thế này. Nhanh mà không cần dùng thước đo độ. Chỉ cần dùng thước thẳng thôi. Cô vẽ tiếp hình nhá. M là trung điểm của cạnh AC. M là trung điểm của AC. Đây, M. Okay. N là trung điểm của AB. Đọc cẩn thận không là ký hiệu nhầm nhá. Sau đó chứng minh BM bằng CN. Nối BM với CN. Chứng minh bằng nhau. Để chứng minh hai cạnh bằng nhau nhá, thì trong chương trình lớp 7 thì chủ yếu là mình sẽ nhìn vào hai tam giác. Đề bài cho tam giác ABC có cạnh AB bằng AC, mình cứ viết AB bằng AC ở đây để cho nhớ đã. Lý do là vì là không ký hiệu được ở trên hình. Viết ra đây. AB bằng AC. M là trung điểm của cạnh AB. À đâu, M là trung điểm của AC và N là trung điểm của AB. Đề bài cho đến đây con suy ra được điều gì? Trung điểm trước nhá. M này. M là trung điểm của AC. Thì Tuấn suy ra được điều gì Tuấn ơi? Đề bài cho trung điểm thì sẽ suy được điều gì? Thì AM bằng MC. Rồi. AM bằng MC. Đúng rồi, AM bằng MC và bằng cái gì nữa? Bằng
Đúng rồi, bằng AC trên 2 nhá. Nhớ cái đuôi AC trên 2 nữa này. Tương tự như vậy, cô có N là trung điểm của AB. Tuấn lại suy ra điều gì nào? AB chia 2. Đúng rồi, bằng AB chia 2. Thế con nhận xét cho cô bốn cái cạnh này nó như thế nào? Bằng nhau. Bằng nhau, vì sao? Vì sao bốn cái cạnh AB bằng AC. Đúng rồi, AB bằng AC. Đấy, có thể giải thích thêm là do giả thiết. Do AB với AC bằng nhau dẫn tới là AC trên 2 và AB trên 2 nó cũng phải bằng nhau. Thế là bốn cái cạnh này bằng nhau nhá. Từ đây suy ra được, cô ký hiệu bốn cạnh này bằng nhau. Cứ biết là nó bằng nhau, đã lát dùng cái gì thì mình biết. Suy ra bốn cái cạnh này bằng nhau này. Đề bài yêu cầu chứng minh BM bằng CN. Đi chọn tam giác nhá. BM bằng với CN. Đấy, cần chứng minh điều này. Bây giờ con đi chọn cho cô tam giác trước nào. Con chọn cho cô hai tam giác nào mà mình nhìn thấy bằng mắt thường nó bằng nhau ấy. Trong đó là nó chứa cái cạnh BM và một tam giác còn lại chứa cạnh CN. Con chọn tam giác nào? BMC. Tam giác BMC và tam giác BNC. Ờ. Cái này cô chưa xếp đỉnh các bạn nhé, nên là cô chỉ đặt dấu hỏi chấm thôi. Tam giác, hai tam giác này. Thế hai tam giác này con liệt kê cho cô xem nó có những gì bằng nhau rồi. Nó cạnh MB bằng cạnh MC. Rồi, MB bằng với, à cô viết nhầm à? NB chứ. NB bằng với MC. Đấy, lý do là bốn cái cạnh bằng nhau ở phía bên kia. Rồi, còn gì nữa không? Trung cạnh BC. BC trung, đúng. Cô hỏi là cái bài này mình có thể chứng minh ra trường hợp cạnh ngành cạnh được không? Được. Cái đi. Nếu mà chứng minh ra trường hợp cạnh ngành cạnh thì cái cạnh tiếp theo ở đây con chỉ ra nó phải là cạnh nào? NC. NC bằng với MB đúng không? Đây. Nó chính là cái mà mình cần phải chứng minh, tức là ở đây không có. Không có hai cái cạnh ấy bằng nhau, vậy thì không thể làm được theo trường hợp cạnh ngành cạnh, chỉ còn trường hợp cạnh góc cạnh nữa thôi. Xác định cho cô góc xen giữa. Góc xen giữa ở đây là góc nào? Ờ, góc NBC. NBC đúng rồi, chính xác, NBC và góc NCB. Này, cô viết ở đây, chỗ này hết chỗ viết. Đây là NBC bằng với MCB. Đúng rồi, mình cần hai cái góc này bằng nhau. Nhưng con quay lại đọc đề bài xem nó có gì liên quan đến góc không. Nó chỉ cho tam giác ABC có cạnh thôi, không có một cái gì liên quan đến góc cả. Thế nên để chứng minh hai góc này bằng nhau là chưa chứng minh được. Không được, mình phải chuyển hướng khác nhé. Đến đây chuyển hướng. Con chọn tam giác khác mà cũng chứa BM và CN đi. BMC. Ừ, phải chọn tam giác khác rồi. Không được là cái BMC nữa, mình phải chọn tam giác khác. Vì là tam giác đây có cạnh BM rồi nên là chắc chắn là nó phải có chữ BM ở đây rồi. Con ghép thêm một chữ nó vào thôi là nó ra tam giác. BM gì? BM. Lúc nãy chọn BMC rồi, BMC rồi. BMA. Đúng rồi, BMA. Bằng với tam giác. BM. Đúng rồi, CNA chưa xếp đỉnh nhá, mới chỉ là viết được tam giác thôi. Con liệt kê cho cô các yếu tố bằng nhau của tam giác này. Nếu mà liệt kê được đủ 3 thì mình sẽ đi chứng minh theo hướng này. Góc cạnh AN bằng cạnh MA. Đúng rồi, AN bằng AM. Cô sẽ đổi thứ tự lại, AM bằng AN. Rồi. Còn gì nữa không? Hai cạnh bằng nhau đúng. NB. N. Từ từ. Đây. Nhầm, không có NB. Còn gì nữa? Trong tam giác BMA. Ồ. Cạnh gì? Liệt kê tất cả các cạnh của tam giác ra để kiểm tra. Cạnh AM dùng rồi. AB chính xác, AB bằng AC. Đúng rồi, cái này đề bài cho nhưng mà không ký hiệu trên hình nên cô viết ở dưới này. Rồi. AB và AC viết ở đây hơi nhầm rồi. Còn lại nào?
Bài này cũng không thể chứng minh đâu, cạnh 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 được nhá, tại vì cạnh còn lại nó đang ngồi trên này. Thế nên là không thể cạnh cạnh được, bắt buộc phải là cạnh góc cạnh. Thế bây giờ đi chọn góc đi. Để cô viết lại nó sang đây cho nó đúng thứ tự. AB bằng AC. Chọn góc nào. Góc xen giữa. AM với AB thì góc xen giữa là góc nào hả Tuấn? Ờ, AM với AB nhé, chứ không phải AM với AN đâu. AB, AMB. AMB, chính xác. Ở đâu, AMB đâu. Nhầm rồi, đính A mà. Đính A mà, con đọc lợn. BAM. BAM, chính xác, nó chính là BAM đấy. BAM bằng với CAN. Đúng rồi, CAN. Mà hai cái góc này thì nó chính là cái góc A đấy, là cái góc BAC. Tại vì là tại cái đỉnh A này nó chỉ có duy nhất một cái góc A thôi. Và cái góc A này mình có thể đọc tên nó là BAC này, hoặc NAC này, MAB cũng được, hoặc là MAN cũng chỉ là cái góc A này thôi, nó chỉ là một góc duy nhất thôi. Thế là cái góc này nó chính là cái góc BAC, nó chính là góc chung, tại vì nó chỉ có duy nhất thôi. Đấy. Thế đến đây xong rồi, đi chứng minh tam giác theo hướng này nhá. Rồi, cô cảm ơn Tuấn, một bạn đọc cho cô cách trình bày, cô mời Đức Lương. Đến đây con suy ra cạnh nào bằng nhau. Mình thấy là xét tam giác dùng cạnh nào thì mình suy cạnh đấy. Suy hết cũng được. Suy ra. Ồ, áp. Rồi. Suy ra. Ừ, suy ra cái gì? AB bằng AC có rồi. Từ từ, mới suy ra cạnh đó nhá. Cạnh trước nhá. AM bằng AN. Ở đây là mình có bốn cái cạnh này bằng nhau rồi này, cô đã ký hiệu sẵn ở trên hình rồi. Nhưng mà mình chỉ cần dùng đến AM với AN thôi. Thì mình viết nó vào đây. AM bằng AN, xong rồi. Bây giờ bắt đầu đi xét tam giác nhá. Con đọc đi xét tam giác. Đây, sơ đồ đây. Nhìn từ dưới đi lên xét tam giác gì, có những cái gì. Xét tam giác BAM. Ừ. Và tam giác CAN. Đúng rồi, có. Có AB bằng AC. Đúng rồi, do đâu? Do là giả thiết hay là chứng minh trên? AB bằng AC mà. AB bằng AC là của giả thiết đây nè. AB bằng AC là của giả thiết nhá. Rồi, tiếp theo. Góc. Góc. Góc nào con? BAC chung ạ. À, rồi, góc BAC chung, đúng rồi. Bạn nào không gọi là BAC chung, gọi là góc MAN chung cũng được. Rồi, chính xác, chung. Chung này là nhìn hình rồi nên là không cần phải chú thích. Còn gì nữa không? Còn cạnh nữa. Còn cạnh. Ừ. Cạnh. BM bằng CN. Nếu mà đấy nha. Đâu BM bằng CN giả thiết nó cho đâu, đang yêu cầu chứng minh mà con. Đấy nha. Nếu mà bây giờ cô viết vào đây là BM bằng CN thì sau khi viết xong rồi mình nhớ kiểm tra lại cái góc xen giữa nhá. BM với AB thì chung nhau chữ gì? Chung nhau điểm gì? B. Điểm B. Thế thì cái góc này, cái góc xen giữa đây nó phải đỉnh B cơ. Nhưng mà đây là đỉnh A là sai bét rồi, là sai. Cái góc này phải đỉnh B cơ thì con mới đúng. Thế nên là cái cạnh này phải kiểm tra lại. Cạnh chưa đúng. Bài nháp bên kia cô ghi rồi kìa. Con xác định lại xem. Góc BAC là góc xen giữa nhá, mà bây giờ mình có cạnh AB rồi, vậy thì còn cạnh gì nữa? Trong cái tam giác ABM này. Trong tam giác ABM con nhìn nhá. Thì này, lấy cái cạnh AB rồi, vậy thì cạnh còn lại mà liên quan đến đỉnh A nữa là cạnh nào? Ừ đấy. Ở phần bên kia cô nhắc rồi đấy. Để ý cái phần này để không bị nhầm nhá. Cái này là do chứng minh trên. Đấy, từ đây suy ra được. Ngọc thân bên đây, suy ra tam giác bằng nhau. Đức Lương xếp đỉnh cho cô nhá. Tam giác đầu tiên xếp tự do.
ABM bằng tam giác thứ hai. Và là phải xếp rồi. ABM bằng tam giác. Ừ. Còn nhớ cái cách mà cô hướng dẫn xếp mà tìm đỉnh còn thiếu không? Là CAN. CAN. Đúng rồi. Đấy, theo trường hợp cạnh góc cạnh ở đây. Từ đây suy ra. Được. Đấy, đây sơ đồ là đến đây rồi. Suy ra cái mà mình cần. Đó là BM bằng với CN, chú thích. Là gì cô? Chú thích. Từ hai tam giác bằng nhau suy ra hai cạnh bằng nhau, chú thích là hai cạnh tương ứng, nhớ cái câu này nhé. Hai cạnh tương ứng. Đấy. Nếu mà có bạn nào đang bị khó khăn ở trong cái việc xếp tên này thì nhìn đây cô hướng dẫn lại nhá. Trong cái tam giác này mà có cái góc A chung rồi thì mình sẽ xếp như sau này. Cái góc A là góc chung nhá. Mình sẽ đi ưu tiên xếp góc trước. Góc này là đỉnh A này. Thế ở đây A là vị trí số 2. Vậy thì cái A ở bên đây cũng ở vị trí số 2. Là A là vị trí số 2 nhé. Vậy thì ở đây A cũng xếp vị trí số 2. Thế là hết góc rồi thì bây giờ buộc phải dùng đến cạnh thôi. Cạnh AB thì có phải là trong tam giác ABM có cạnh AB rồi thì nó thiếu mất cái đỉnh M. Viết chữ M nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Bên đây là tam giác CAN có cạnh AC rồi thiếu mất đỉnh N. Vậy thì M với N phải ở cùng vị trí. M ở vị trí số 3, thế là N cũng phải vị trí số 3. Cái đỉnh còn lại buộc phải ngồi ở vị trí số 1. Đấy là cách xếp đỉnh. Nếu mà các bạn nhìn hình bị khó thì mình sẽ xếp như vậy nhé. Các bạn ghi cho cô phần trình bày này, cộng với cái hình này, còn kia là bài nháp. Bài nháp đấy là sơ đồ tư duy và theo hướng là tư duy ngược đấy. Các bạn nên học cái cách tư duy đấy để làm bài hình. Nào, đề bài cho tam giác ABC. M là trung điểm của BC. Đề bài cho tam giác bất kỳ. À, đây chính là cạnh BC. Thôi nào. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC. M. À, trung điểm này. Tiếp theo, trên tia đối của tia MA, các bạn phải xác định được tia đối nhé. Tia MA thì là gốc gì ở Thùy Dương? Gốc của tia. MA thì là gốc gì? Gốc M. Thế muốn vẽ tia đối thì con kéo về M hay là kéo về phía A? Kéo về phía M, đúng rồi. Sao cho ME bằng MA nhé. Đấy. Cái hình xong rồi, ký hiệu bằng nhau vào. Xong. Chứng minh rằng tam giác AMB bằng tam giác MC. Vẽ xong cái hình này là ra hướng làm rồi. Cô mời một bạn làm giúp cô nào. Dạ. Ăn xong rồi à? Dạ. Cô mời Thế Sơn. Thế Sơn làm cho cô ý A nhá. Nào, ý A mình trình bày nhanh thôi. Thế Sơn này, đề bài yêu cầu chứng minh hai tam giác này bằng nhau, con xem có những cái gì bằng nhau rồi. Đây, hai tam giác này. Có M
con đọc đi, ME bằng. Đâu, cô viết MA chứ. MA hoặc ME. Còn gì nữa không? Một chút nữa thôi. Ôi, ký hiệu trên hình luôn này, hai tam giác này con. Còn gì nữa? Cô chưa kịp nghe. ABM. ABM thì là góc này à? Con chọn góc này không? Chọn cạnh cho cô trước thì sao? Có những cạnh nào bằng nhau, ký hiệu trên hình, có cái gì dễ nhìn nhất thì mình lấy. Hai cái tam giác này, MA hoặc ME xong rồi, còn nữa. MB hoặc MC. Đấy. Tiếp theo bây giờ thử kiểm tra đến góc xem nào. Cái góc này, kiểm tra cho cô góc xen giữa nhé. MA với MB thì góc xen giữa là góc nào? Góc M, đúng rồi, đọc cho cô tên đầy đủ là gì? AMB, đúng rồi. Cái mic của con cứ lúc to lúc nhỏ ấy. Bằng. Tiếp nào. Đúng rồi. Đấy, chữ M đấy, MEMC thì góc xen giữa là góc MC, đúng rồi. Nhưng mà vì sao hai cái góc này bằng nhau nhỉ? Hai góc M này vì sao bằng nhau? Cô ký hiệu trên hình cho con nhìn nhá. Hai góc này vì sao bằng nhau? Đúng rồi, chính xác. Do đối đỉnh nhá. Do là nó đối đỉnh. Vậy từ đây sẽ suy được ra hai tam giác bằng nhau. Nhớ bước đầu tiên là phải đi xét tam giác. Xét tam giác AMB và tam giác MC có đấy ba yếu tố mà mình đã liệt kê có sẵn rồi, suy ra tam giác bằng nhau. Đề bài đã cho ký hiệu hai tam giác bằng nhau như thế này rồi thì mình chỉ cần chép lại thôi, không cần phải đi xét. Tam giác AMB bằng với tam giác MC và đây là trường hợp cạnh góc cạnh. Xong. Ý B. Ý B đề bài yêu cầu chứng minh song song. Song song nào. AB mà song song với CE. Câu này cô mời Tường Vi. Dạ. Đề bài yêu cầu chứng minh gì? AB song song với CE. Đây. Con chứng minh như thế nào? Chứng minh song song. Con nhớ mấy cách chứng minh song song không? Nhớ. À, có mấy cách con? Ba cách, cách, đúng rồi, chính xác. Bài này con sử dụng cách nào? Em sẽ sử dụng cách. Đấy. Nhiều bạn nhìn ra rồi. Là cách nào? Nhìn nào? Dấu hiệu nhận biết, đúng. Trong dấu hiệu nhận biết có so le trong, đồng vị và trong cùng phía. Con chọn gì? Đây là cô, em sẽ chọn so le trong. Đúng rồi, so le trong nào. Bây giờ kiểm tra xem góc so le trong là góc nào nhá. Bây giờ có AB với EC. Nào, hai góc soi le trong con chọn đi là góc nào? Em sẽ chọn góc BAM. BAM là góc này, đây cô cứ hỏi chấm vào đây. Và góc? Góc MEC. Đúng rồi. Hai cái góc này bằng nhau mà ở vị trí soi le trong suy ra song song. Nhưng vì sao bằng nhau? Vì sao hai góc này bằng nhau? Đấy, muốn hai cái góc này bằng nhau thì mình lại đi xem. Nếu mà nó không phải là phân giác rồi thì mình sẽ đi kiểm tra đến là gì? Tam giác. Con xem cái góc A này nằm trong tam giác nào và cái góc E dưới này nằm ở trong tam giác nào. Góc A nằm trong tam giác BAM. Đúng, chính xác. Còn góc E này nằm trong tam giác? Tam giác MEC. Đúng rồi, mà hai tam giác này mình vừa chứng minh được nó bằng nhau sao? Vậy thì con kiểm tra xem hai góc này có đúng là hai góc tương ứng hay không? Có phải hai góc tương ứng không thì mình nhìn vào cái đỉnh của nó nhé. Đỉnh A này, đây, đỉnh A đứng ở vị trí số 1, đỉnh E ở vị trí số 1, thế là hai góc này bằng nhau. Được chưa? Hai góc này bằng nhau do hai tam giác bằng nhau. Đây là ý B rồi nên mình sẽ viết lại nhá. Tam giác AMB bằng với tam giác MC. Bây giờ là chứng minh trên, là chứng minh ở ý A. Các bạn nhớ ngắt câu ra nhá. Ngắt ý B ra này, đừng trình bày hết một lèo mà quên viết ABC. Từ đây suy ra được hai góc bằng nhau, cái góc A này phải đọc tên đầy đủ là góc BAM
bằng với góc CM. Đấy, hai góc bằng nhau là hai góc tương ứng. Đấy. Mà xác định được vị trí rồi, mà hai góc này ở vị trí soi le trong. Hai góc này ở vị trí soi le trong thì sẽ suy ra ra được song song AB song song với CE, mở ngoặc dấu hiệu nhận biết. Còn ý C nữa rồi. Một ý C nào, ý C cô dành cho Giang nào. Trả lời nhanh ý C nhá. Bây giờ cô cần chứng minh AC song song với BE. Đây, BE đây. Thế con sẽ chứng minh như thế nào? Thế mà cô là phải xin tam giác AMC với cả là MG. Rồi, tam giác AMC bằng với tam giác AMCMB. Theo trường hợp gì con? Cạnh góc cạnh. Rồi, từ đây con suy ra được điều gì? Đúng rồi đấy, hướng làm đúng rồi. Tương tự giống như IA và IB gộp lại với nhau thôi. Hai tam giác này chỉ là nhưng mà người ta có cho đơn em phải đi giống như cô. À đúng rồi, đây cô chỉ ghi tóm tắt thôi, tại vì mình không còn nhiều thời gian nữa để trình bày chi tiết. IB là cái chỗ mà sinh ra AB song song với CE trong mặt. À đây là chữ dấu hiệu nhận biết. Cô là sinh ra là cái góc ACB bằng cái góc EABC. ACB bằng với EABC. Rồi là cái góc này với cái góc này. Từ từ, EABC đúng rồi, hai góc này bằng nhau. Mà hai góc này ở vị trí mà hai góc ở vị trí soi le trong. Rồi, mà hai góc này soi le trong. Sinh ra AC song song BE. Nên suy ra AC song song với BE. Đấy. Cái phần này là cô viết ra đây nhá, các bạn tự chứng minh nhá. Chứng minh giống như IA, tương tự như vậy luôn. Đấy. Ở bài học hôm nay là mình đã học về trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác. Trong đó có thêm một trường hợp là áp dụng cho tam giác vuông. Các bạn lưu ý về đọc lại lý thuyết này, xem lại cách trình bày, đọc những cái ví dụ hôm nay. Phần nào chưa hiểu thì nhắn lên nhóm hỏi cô nhá. Vì phần này rất là quan trọng nên là mình không bỏ qua được đâu. Bài tập về nhà của các bạn cô gửi trên nhóm nhé. Rồi. Thế bài tập về nhà của các bạn sẽ là câu số 6 và câu số 7. Mai thi tức là kia thi xong rồi. Cô chúc các bạn thi tốt nhá. Thi xong rồi làm bài tập đầy đủ nha. Cô chào cả lớp.